trong thời đại ngày nay thì xu hướng ăn uống dinh dưỡng cho trẻ ngày càng được quan tâm. Và một trong những hình thức kinh doanh đang được rất nhiều người quan tâm và lựa chọn chính là mở quán cháo dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc mở quán cháo dinh dưỡng không chỉ đòi hỏi kiến thức về ẩm thực mà còn đòi hỏi về nguồn vốn đầu tư kha khá. Video này của blog Khởi nghiệp sẽ trình bày về chi phí mở quán cháo dinh dưỡng là bao nhiêu để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về việc kinh doanh này nhé. Mở quán cháo dinh dưỡng cần bao nhiêu chi phí? Thứ nhất, chi phí thuê mặt bằng. Thứ hai, chi phí sang sửa, trang trí quán. Thứ ba, chi phí đầu tư vật chất, đồ dùng trong quán. Thứ tư, chi phí nhập hàng. Thứ năm, chi phí thuê nhân viên. Sáu, chi phí quảng cáo. Bảy, chi phí khác. Mở quán cháo dinh dưỡng cần bao nhiêu chi phí? Để bắt đầu bất kỳ mô hình kinh doanh nào, điều quan trọng là các bạn cần có một mức vốn cần thiết. Tất nhiên, nếu số vốn đầu tư lớn thì càng tốt. Tuy nhiên, ít nhất cũng cần phải có một số vốn đủ để khởi đầu hoạt động kinh doanh. Và đối với việc kinh doanh quán cháo, mức số vốn cần thiết thường nằm trong khoảng từ 50 triệu đồng cho đến 80 triệu đồng. Đây là số tiền bao gồm có việc chi trả tiền thuê mặt bằng, mua nguyên liệu để sản xuất cháo, v.v. Thứ nhất, chi phí thuê mặt bằng. Với mô hình kinh doanh quán cháo dinh dưỡng, phần lớn khách hàng sẽ lựa chọn mua mang về. Do đó mà các bạn chỉ cần một cửa hàng có diện tích từ 10m² cho đến 15m² là đủ. Và có một số lựa chọn vị trí có thể xem xét như sau: gần cổng trường học, bệnh viện hoặc là các khu dân cư đông đúc, và đặc biệt là những nơi có nhiều gia đình có con nhỏ. Nhìn chung thì để thuê mặt bằng nhỏ tại các khu vực đông dân cư thường mất từ 4 triệu đồng cho đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Và nếu mặt tiền đẹp thì mức giá có thể là khoảng 7 triệu đồng. Ngoài ra, các bạn cũng nên dự trù thêm một chút ngân sách, vì thông thường các chủ nhà cho thuê sẽ yêu cầu đóng tiền 3 tháng một lần hoặc là cọc 1 tháng tiền nhà. Vậy nên chi phí có thể lên đến khoảng 12 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng. Thứ hai, chi phí sang sửa, trang trí quán. Sang sửa, trang trí quán cho quán cháo dinh dưỡng thì một phần khá là quan trọng trong việc tạo nên một không gian thoải mái và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, các bạn cũng không cần lắp đặt hay là trang trí quá là cầu kỳ, chỉ cần có một số thiết bị cần thiết như sau: điều hòa, hệ thống đèn, biển hiệu. Và tổng chi phí cho phần này ước tính khoảng 9 triệu đồng. Trong đó thì lắp biển sẽ rơi vào khoảng 2 triệu đồng nếu các bạn dùng biển hiệu bằng hạt 2 flex, và sẽ đắt hơn nếu các bạn lựa chọn biển hiệu đèn LED có giá khoảng 3 triệu 500 nghìn đồng. Bởi vì diện tích của quán cũng không quá to, cho nên hệ thống đèn của quán sẽ cần tầm 2 bóng đèn LED bán nguyệt dài 36W, giá sẽ khoảng 200 nghìn đồng trên một chiếc, cả chi phí lắp đặt sẽ rơi vào khoảng 400 nghìn đồng. Về phần điều hòa, một chiếc với công suất là 9.000 BTU sẽ phù hợp với quán có diện tích là 15m². Các bạn có thể tham khảo dòng điều hòa của Funiki, LG có giá là 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Và để tiết kiệm chi phí, các bạn hoàn toàn có thể mua cũ các thiết bị điện tử này với giá rẻ hơn khoảng từ 50% hoặc là 30% tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của chủ trước. Dù không cần trang trí phức tạp, tuy nhiên, việc sơn sửa lại tường cho quán vẫn khá là quan trọng. Các bạn có thể mua sơn về tự sơn tường để cho tiết kiệm. Và giá một thùng sơn Cova 4kg sẽ rơi vào khoảng 500.000 đồng. Thứ ba, chi phí đầu tư vật chất, đồ dùng trong quán. Trang bị cho quán không cần quá phức tạp và hoàn toàn có thể tiết kiệm bằng việc mua thiết bị cũ. Và tổng số tiền này sẽ khoảng 14 triệu đồng. Trong số các khoản chi phí để chuẩn bị cho cửa hàng, tủ cháo sẽ chiếm chi phí lớn nhất. Các bạn hãy lựa chọn tủ cháo dinh dưỡng có chức năng giữ ấm để đảm bảo thức ăn luôn ở nhiệt độ hợp lý các bạn nhé. Một tủ cháo dinh dưỡng inox kích thước cao 1m7 nhân rộng 70cm nhân ngang 1m4 với 10 ngăn giữ ấm thức ăn với giá khoảng 12 triệu đồng. Bàn nhựa song long giá là 105.000 đồng trên một chiếc, 4 chiếc khoảng 400.000. Ghế nhựa song long giá 20.000 đồng trên một chiếc,
16 chiếc khoảng 300.000, cốc đựng cháo 100 cái giá khoảng 200.000, thìa nhựa ăn cháo 100 cái 150.000, máy xay 1 triệu đồng. Ngoài ra các đồ lẻ tẻ khác như là thìa múc cháo, dao kéo, cốc, bình nước, giấy ăn, túi ni lông sẽ rơi vào khoảng 500.000. Thứ tư, chi phí nhập hàng. Ước tính chi phí nhập nguyên liệu ban đầu của quán cháo dinh dưỡng là khoảng 8 triệu đồng trên một tháng. Và khi có lượng khách ổn định, con số này sẽ tăng lên. Dưới đây là một số những nguyên liệu các bạn có thể tham khảo như sau. Thịt lợn, thịt bò, tôm, cua, cá, chim bồ câu. Gia vị bao gồm mắm, muối, dầu ô liu, dầu gốc, dầu cải. Rau ngót, rau cải, mồng tơi, bí đỏ, cà rốt, khoai tây. Thứ năm, chi phí thuê nhân viên. Thường thì quán cháo dinh dưỡng, chủ sẽ tự bán luôn, cho nên không cần phải thuê nhân viên. Tuy nhiên, nếu quá bận, các bạn có thể thuê là một người hỗ trợ. Mức lương hiện tại cho nhân viên làm theo ca là khoảng từ 4 triệu đồng cho đến 5 triệu đồng. Trên một tháng, cho ca làm việc là 8 tiếng, chưa bao gồm bữa trưa và bữa tối. 6. Chi phí quảng cáo. Hiện nay, xu hướng của các quán ăn là chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo. Bên cạnh đó, quán cháo của các bạn có thể thiết kế banner, phát tờ rơi xung quanh khu vực của quán, hoặc là tổ chức các chương trình khuyến mãi, mini game. Chi phí này sẽ rơi vào khoảng là 1 triệu đồng. Thứ 7. Chi phí khác. Bên cạnh những chi phí trước đó, các bạn cũng cần chi trả cho các dịch vụ như là điện, nước. Vào mùa hè, chi phí này sẽ khoảng 3 triệu đồng trên một tháng. Mùa đông, chi phí này thường sẽ ít hơn, khoảng 1 triệu đồng trên một tháng. Ngoài ra, thì quán cháo dinh dưỡng cũng cần để ra 10 triệu đồng cho khoản chi phí dự phòng. Bởi vì trong quá trình kinh doanh, có thể xuất hiện những sự cố không mong muốn như là thiết bị hỏng hóc, nguyên liệu bị hạn chế hoặc là thay đổi trong thị trường. Chi phí dự phòng này giúp đối phó với những tình huống này mà không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày. Trên đây là những chia sẻ kinh nghiệm của blog khởi nghiệp về chi phí mở quán cháo dinh dưỡng. Các bạn có thể tham khảo trước khi quyết định mở quán cháo dinh dưỡng và nhớ lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết và chuẩn bị thiết bị kỹ lưỡng các bạn nhé. Chúc bạn sẽ sớm gặt hái được những thành công từ quán cháo mà các bạn đặt tâm huyết vào nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.